Việt Audio Hà Nội kính chúc quý vị có một buổi chiều thật là nhiều mát mẻ, nhiều may mắn, nhiều yêu thương và có thật nhiều niềm vui. Dạ vâng thưa các cụ, hôm nay thì em xin kính gửi các cụ một bản nghe test của cặp loa toàn giải 8cm của hãng Pioneer. Thùng cũng là thùng cốt Pioneer và được em lên gỗ lạng, rất là đẹp. Và hiện tại thì em đang đánh thẳng không phân tần bằng con âm ly cổ của Hitachi. Mời các cụ lắng nghe. Giải trầm rất là tốt. Giải cao thì các cụ thấy đấy, tiếng khá là bén ngọt. Lòng đã giận lòng, đừng khóc biệt ly. Mà sau khi tạ từ, tràn mi nước mắt. Phút chia tay, vì sao cuối mặt? Để người quay lưng, nghe tim mình quặn. Cao 36. Rộng 15,5. Người chẳng phụ người. Sâu 14. Mà vẫn dở ra. Tại ta hay tại trời. Bày ra số kiếp. Nó có trở kháng là 12 ohm, công suất thì khoảng từ 20W trở lên. Và đắp tần ấy, khi mà lên thùng ấy, thì chúng ta sẽ nghe thấy nó ở các cái ngưỡng tần số trội từ khoảng là 50 Hz cho đến khoảng là 14-15K. Love.
Vâng thưa các cụ, em bán nguyên cái cặp loa rời và bát này này, loa toàn giải này này là giá 600 ngàn đồng. Và nếu như các cụ lấy thêm thùng nữa thì là 800 các cụ nhé.